người đàn ông tốt. Dù giữa em và Tùng không còn tình cảm gì nữa, nhưng việc em mang thai khiến Tùng day dứt. Là bạn gái của Tùng, chị thấy cũng cần phải có trách nhiệm với em. Đứa con trong bụng này dù sao cũng là chỉ của một mình tôi. Tôi nghèo thật đấy, nhưng mà tôi có lòng tự trọng. Tôi hỏi anh, tôi đã bao giờ dùng cái thai để vòi tiền anh bao giờ chưa? Nếu rửa thì tôi sẽ thường xuyên nấu ăn cho chú.